Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự hôm nay thứ Sáu, ngày 8 tháng 2, tức ngày 4 Tết Kỷ Hợi của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Và bây giờ là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Các địa phương trong tỉnh đồng loạt tổ chức lễ phát động Tết trồng cây Xuân Kỷ Hợi 2019. Nét đẹp khai bút và tục xin chữ đầu năm. Lễ hội vật truyền thống ở thôn Trấn Đông, xã Hoàn Long, huyện Yên Mỹ. Giữ được hồn quê khi xây dựng nông thôn mới ở nhiều địa phương trong tỉnh. Sức bật của ngành nông nghiệp huyện Phù Cừ năm 2018. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, tại khuôn viên Bảo tàng tỉnh Hưng Yên, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức lễ phát động Tết trồng cây, đời đời nhớ ơn Bác Hồ, Xuân Kỷ Hợi 2019. Dự lễ phát động có đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và lãnh đạo một số sở ngành, lãnh đạo thành phố Hưng Yên. Vì lợi ích 10 năm phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm phải trồng người, lễ phát động Tết trồng cây mùa xuân, đời đời nhớ ơn Bác Hồ nhằm nâng cao nhận thức về lợi ích của việc trồng cây, khơi dậy phong trào trồng cây trong các cơ quan đơn vị địa phương và mọi tầng lớp nhân dân để mọi người tích cực tham gia trồng cây mùa xuân, chăm sóc và bảo vệ cây. Gắn việc trồng cây với mục tiêu phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ môi trường, cải tạo vườn tạp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tăng thu nhập, tạo cảnh quan môi trường đô thị, thôn xóm xanh sạch đẹp gắn với xây dựng nông thôn mới. Năm 2018, toàn tỉnh đã trồng được trên 323.000 cây, đạt gần 270% kế hoạch đề ra. Kết quả trồng cây năm 2018 và những năm trước đây đã góp phần cải tạo nhiều diện tích vườn tạp thành vườn cây ăn quả đặc sản có giá trị kinh tế cao cho người làm vườn, giúp chuyển đổi hàng nghìn hecta diện tích trồng lúa và các cây trồng hiệu quả kinh tế thấp trên địa bàn tỉnh sang trồng cây ăn quả có quy mô tập trung, đưa giá trị canh tác đạt bình quân 192 triệu đồng trên một hecta. Kế hoạch năm 2019, toàn tỉnh trồng 180.000 cây ăn quả và cây lấy gỗ, cây bóng mát. Phát biểu tại buổi lễ phát động, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phóng đã nêu bật vai trò ý nghĩa, truyền thống trồng cây làm thủy lợi của tỉnh Hưng Yên đã nhiều lần được Bác Hồ về thăm. Đồng chí yêu cầu các ngành địa phương và mỗi người dân phải coi việc trồng cây là việc làm thường xuyên, liên tục để vừa xây dựng môi trường xanh sạch đẹp, vừa để góp phần chuyển đổi cây trồng, nâng cao giá trị kinh tế từ việc trồng cây mùa xuân. Thưa các vị đại biểu và các đồng chí, phát huy cao độ truyền thống Hưng Yên đã từng là tỉnh giữ lá cờ đầu của phong trào làm thủy lợi ở miền Bắc và có nhiều điển hình phong trào hợp tác hóa nông nghiệp. Ngày nay Đảng, Nhà nước đang phát động phong trào xây dựng nông thôn mới, tái cơ cấu ngành nông nghiệp, mỗi làng một sản phẩm. Tôi đề nghị toàn thể nhân dân, các xã, các huyện, thành phố, các cơ quan, trường học, bệnh viện, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh hãy tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền vận động, tổ chức các phong trào thi đua sâu rộng, người người trồng cây, nhà nhà trồng cây, thực hiện vượt cao nhất kế hoạch về lĩnh vực nông nghiệp, trong đó có trồng cây nhân dân năm 2019. Tôi tin tưởng sâu sắc rằng với khát vọng lớn lao của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Hưng Yên, chúng ta quyết tâm phấn đấu xây dựng và phát triển lĩnh vực nông nghiệp tỉnh nhà sẽ trở thành một trong những lá cờ đầu của cả nước. Đó là việc làm thiết thực cùng nhân dân cả nước lập thành tích kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc của Bác Hồ. Với tinh thần đó, thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi tuyên bố phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ, Xuân Kỷ Hợi năm 2019. Ngay sau lễ phát động, các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng lãnh đạo các sở ngành đã tham gia trồng cây tại khuôn viên Bảo tàng tỉnh Hưng Yên. Nhân dịp này, đồng chí Bí thư tỉnh ủy, đồng chí Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và lãnh đạo một số sở ngành đã thăm các hình ảnh, hiện vật của đợt trưng bày chuyên đề lịch sử văn hóa Việt Nam, Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam, những bằng chứng lịch sử và pháp lý tại Bảo tàng tỉnh.
Huyện Phù Cừ cũng tổ chức lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Kỷ Hợi 2019. Tới dự có đồng chí Đặng Minh Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh. Theo kế hoạch, năm nay, huyện Phù Cừ trồng gần 77,6 nghìn cây các loại, trong đó 500 cây bóng mát, trên 77 nghìn cây ăn quả. Để kế hoạch trồng cây nhân dân năm 2019 đạt kết quả tốt, huyện giao chỉ tiêu phân bổ số lượng, đồng thời yêu cầu các xã thị trấn lựa chọn địa điểm phát động Tết trồng cây. Căn cứ đặc điểm, lợi thế của địa phương, tập trung chỉ đạo trồng các cây phù hợp, đem lại hiệu quả kinh tế cao, bảo vệ môi trường sinh thái, gắn việc trồng cây với chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ trồng lúa sang trồng cây hàng năm, cây lâu năm hoặc trồng lúa kết hợp với nuôi trồng thủy sản trên đất trồng lúa từ năm 2018-2020. Huyện yêu cầu mỗi cơ quan đơn vị địa phương chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện, phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch huyện giao, gắn việc trồng cây với mục tiêu phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ môi trường. Huyện Tiên Lữ đã phát động Tết trồng cây Xuân Kỷ Hợi 2019. Sự lễ Tết trồng cây có đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh. Hưởng ứng Tết trồng cây năm 2019, huyện Tiên Lữ phấn đấu trồng 11.000 cây, trong đó cây bóng mát, cây lấy gỗ là 1.000 cây, cây ăn quả 10.000 cây. Huyện Tiên Lữ gắn trồng cây với chuyển dịch cơ cấu cây trồng theo hướng trồng những cây phù hợp, dễ tiêu thụ và mở rộng diện tích trồng cây Việt Gáp, gắn với thành lập và phát triển hợp tác xã, tổ hợp tác xã liên kết tiêu thụ sản phẩm từ cây trồng. Ngay sau lễ phát động, các đại biểu cùng toàn thể giáo viên, học sinh trường tiểu học xã Cương Chính đã ra quân trồng cây xanh cho khuôn viên nhà trường. Huyện Ân Thi đã phát động Tết trồng cây Xuân Kỷ Hợi 2019. Sự lễ Tết trồng cây có đồng chí Lê Văn Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, đồng chí Bùi Thế Cử, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Hưởng ứng Tết trồng cây năm 2018, huyện Ân Thi trồng được hơn 22.550 cây, đạt 112,8% kế hoạch, trong đó cây bóng mát, cây lấy gỗ được 6.850 cây, cây nhãn vải được 15.700 cây, còn lại là các loại cây ăn quả khác, sản lượng cây ăn quả đạt trên 10.000 tấn. Phát huy kết quả đạt được và hưởng ứng Tết trồng cây Xuân Kỷ Hợi, huyện Ân Thi phấn đấu trồng 22.000 cây các loại, trong đó cây ăn quả là 15.000 cây, cây lấy gỗ bóng mát là 7.000 cây. Ngay sau lễ phát động, các đại biểu cùng toàn thể giáo viên, học sinh trường mầm non xã Xuân Trúc đã ra quân trồng cây xanh cho khuôn viên nhà trường. Tại trường Trung học Phổ thông Hùng Vương, huyện Văn Lâm, tổ chức lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Kỷ Hợi 2019. Về dự có đồng chí Trần Quốc Văn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Văn Lâm. Năm 2019, huyện Văn Lâm có kế hoạch trồng 13.300 cây xanh các loại, trong đó cây ăn quả 8.300 cây, cây lấy gỗ bóng mát 5.000 cây. Huyện Văn Lâm phấn đấu trồng đạt và vượt kế hoạch cây xanh năm 2019, góp phần phát triển kinh tế, tạo cảnh quan xanh sạch đẹp, bảo vệ sức khỏe con người ngày càng tốt hơn. Cân bằng sinh thái trong quá trình phát triển công nghiệp trên địa bàn. Ngay sau lễ phát động, đồng chí Trần Quốc Văn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Văn Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện trồng cây xung quanh trường Trung học Phổ thông Trương Vương. Huyện Mỹ Hào đã phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Kỷ Hợi và phong trào trồng cây nhân dân năm 2019 tại xã Hòa Phong. Theo kế hoạch, năm nay toàn huyện phấn đấu trồng mới 9.000 cây các loại, trong đó 5.000 cây ăn quả, 4.000 cây lấy gỗ và cây bóng mát. Việc trồng cây được gắn với mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, cảnh quan đô thị và bảo vệ môi trường. Các địa phương trong huyện tiếp tục chỉnh trang hoàn thiện những tuyến đường cây, đường hoa đã trồng, đồng thời mỗi địa phương xây dựng ít nhất là 2 tuyến đường cây mới, đường hoa, hàng cây bao quanh các khu nghĩa trang, các bãi rác thải trên địa bàn. Sau lễ phát động của huyện, các xã thị trấn đồng loạt phát động Tết trồng cây vào ngày mùng 8 Tết Kỷ Hợi. Sự lễ phát động Tết trồng cây tại huyện Văn Giang có các đồng chí lãnh đạo huyện Văn Giang và 150 cán bộ công chức viên chức các đơn vị hành chính sự nghiệp, lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện. Năm nay toàn huyện phấn đấu trồng trên 15.000 cây các loại, trong đó có 13.000 cây ăn quả, cây cảnh và 2.000 cây lấy gỗ, cây bóng mát. Để thực hiện đạt kết quả, huyện tập trung tuyên truyền đến toàn thể nhân dân chủ động chuẩn bị cây giống bảo đảm chất lượng. Ngay đầu năm mới, nhân dân trong huyện đã tiến hành trồng cây đầu xuân như quất, cam, bưởi cảnh ở những diện tích đất vừa bán cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Tết trồng cây đầu năm mới là hoạt động thường niên nhằm tạo môi trường sinh thái trong lành, bảo vệ môi trường sống và chống biến đổi khí hậu. Đồng thời, đây cũng là việc làm theo lời Bác Hồ dạy, mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân.
huyện Yên Mỹ cũng phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Kỷ Hợi 2019. Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân. Năm 2019, huyện có kế hoạch trồng 11.000 cây các loại, trong đó cây ăn quả 9.000 cây, cây lấy gỗ bóng mát là 2.000 cây. Trồng cây mùa xuân là một nét đẹp văn hóa không thể thiếu mỗi dịp Tết đến xuân về. Ngay sau lễ phát động, các đồng chí lãnh đạo huyện và đông đảo nhân dân địa phương đã tổ chức trồng hàng cây xà cừ dọc tuyến đường DH380, khu vực trung tâm hành chính huyện. Nhân dịp này, 17 xã, thị trấn trong toàn huyện cũng đồng loạt tổ chức phát động Tết trồng cây mùa xuân để nhà nhà, người người cùng trồng cây mùa xuân. Tại huyện Khoái Châu cũng tổ chức lễ phát động Tết trồng cây mùa xuân, đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Kỷ Hợi. Theo kế hoạch, trồng cây mùa xuân năm nay, toàn huyện Khoái Châu phấn đấu trồng 17.500 cây, trong đó cây ăn quả là 12.500 cây, cây bóng mát và cây lấy gỗ 5.000 cây. Ngoài ra, huyện tiếp tục giao kế hoạch cụ thể cho từng xã, thị trấn. Căn cứ đặc điểm lợi thế của từng địa phương, chỉ đạo trồng các cây phù hợp, gắn việc trồng cây mùa xuân với cải tạo vườn tạp, đem lại hiệu quả kinh tế cao và bảo vệ môi trường. Lễ phát động Tết trồng cây năm nay ở huyện Khoái Châu thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Tại huyện Kim Động, tổ chức lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ. Trong đợt phát động Tết trồng cây lần này, huyện Kim Động phấn đấu trồng 12.000 cây, trong đó có 10.000 cây ăn quả, 2.000 cây bóng mát và cây lấy gỗ, tập trung ở những khu vực trong thôn xóm và các trục đường trường học. Ngay sau lễ phát động Tết trồng cây, các đồng chí lãnh đạo huyện và xã cùng toàn thể nhân dân trong thôn cùng hưởng ứng tham gia với mong muốn nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, làm cho quê hương ngày càng xanh sạch đẹp. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, tục xin chữ đầu năm là một nét đẹp văn hóa truyền thống không thể thiếu trong mỗi dịp Tết đến xuân về của người Việt. Sáng nay tại Văn Miếu Xích Đằng đã diễn ra triển lãm thư pháp và hoạt động xin chữ đầu xuân. Đến dự và khai bút có đồng chí Đoàn Văn Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch. Đồng chí Đoàn Văn Hòa đã viết hai chữ Thái Hòa với mong muốn thể hiện sự hòa hợp của đất trời, tự nhiên với con người, trong đó con người là chủ thể, con người phải biết cân bằng trong tổng thể tự nhiên, xã hội để đạt mọi sự tốt đẹp hanh thông. Cùng với tục khai bút, tục xin chữ ngày xuân cũng thu hút sự chú ý của đông đảo các du khách đến tham quan. Đã từ rất lâu, cứ mùng 4 Tết âm lịch, tại Văn Miếu Xích Đằng, nơi biểu tượng của khoa bảng văn hiến Hưng Yên, những người yêu thư pháp lại tụ tập về đây để xin chữ, để cầu mong sự may mắn và thành công trong năm mới. Người cho chữ là những ông đồ am hiểu chữ nghĩa, không chỉ viết chữ đẹp mà còn hiểu về đạo lý, dùng cái tâm của mình để viết lên những câu chữ ý nghĩa, gửi đến người xin. Các cháu học hành thì xin chữ học giỏi chăm ngoan đỗ đạt. Các cháu gái thì hiếu thảo, còn nếu về kinh doanh buôn bán thì phát tài phát lộc, và số đông là mọi người trong năm mới thì đều xin chữ bình an, tức là mọi người đều cầu bình an cho năm mới và cầu may mắn. Những người xin chữ hy vọng những điều mong ước sẽ trở thành hiện thực, đồng thời giúp họ có thêm động lực để thực hiện mục tiêu của mình. Hôm nay mình đến đây để xin chữ đăng khoa, để cầu mong cho con gái học hành chăm ngoan, có nhiều tiến bộ trong học tập. Phong tục tốt đẹp này đã được gìn giữ với đầy đủ ý nghĩa thiêng liêng của nó và có xu hướng ngày càng phát triển hơn trong xã hội hiện đại. Ngoài cầu mong sự bình an, may mắn, những người đến xin chữ còn mong muốn xin được cái đức độ tài hoa của những người thầy đồ và lấy chữ để săn mình. Đó cũng là minh chứng cho truyền thống hiếu học, trọng chữ nghĩa đã có từ ngàn đời nay của dân tộc Việt Nam. Trong không khí mừng Đảng, mừng xuân, sáng nay, tức ngày 4 Tết Kỷ Hợi 2019, Ủy ban Nhân dân xã Phùng Hưng, huyện Khoái Châu phối hợp với Hội Người Cao Tuổi xã tổ chức lễ chúc thọ, mừng thọ cho các cụ cao tuổi trên địa bàn thôn Ngọc Nhà Hạ. Các đồng chí trưởng ban đại diện Hội Người Cao Tuổi tỉnh, trưởng ban đại diện Hội Người Cao Tuổi huyện Khoái Châu và đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phùng Hưng trao giấy chứng nhận tuổi vàng, tuổi bạc cho 40 cụ có tuổi thọ từ 70 đến 95 tuổi. Ngoài phần quà của tỉnh, Chi hội Người Cao Tuổi của thôn còn trích quỹ tặng mỗi cụ một suất quà trị giá 100.000 đồng. Cũng nhân dịp này, Chi hội Người Cao Tuổi thôn Ngọc Nha Hạ còn tổ chức mừng thọ cho 15 cụ có tuổi thọ từ trên 90 tuổi đến 99 tuổi của thôn.
việc địa phương tổ chức lễ chúc thọ, mừng thọ cho các cụ cao tuổi đã góp phần quan trọng nâng cao nhận thức của nhân dân trong làng đối với các cụ cao tuổi, nâng cao trách nhiệm của con cháu và các cấp các ngành trong việc quan tâm, chăm lo người cao tuổi. Trong không khí mừng xuân, mùng 4 Tết hàng năm, tại đền thờ Chùa Đồng Tử, thôn Trấn Đông, xã Hoàn Long, huyện Yên Mỹ lại tổ chức lễ hội vật cổ truyền, thu hút nhiều người dân tham gia. Đây là lễ hội đã có từ rất lâu đời, gồm có đấu vật và đánh gậy. Tương truyền xưa kia ở đây, nhiều cướp vì vậy, đấu vật và đánh gậy giúp người dân rèn luyện sức khỏe và bảo vệ được làng mình. Ngày nay đã trở thành lễ hội xuân, được đông đảo người dân địa phương đến xem. Trước khi hội vật diễn ra, các cụ bùi lão trong làng làm lễ dâng hương, tỏ lòng thành kính với tổ tiên và mong muốn có một năm mới ấm no, hạnh phúc. Năm nay, hội vật thôn Trấn Đông gồm có 5 đôi tham gia, mỗi đôi thi đấu 2 lượt. Các đồ vật là những thanh niên, người trung niên khỏe mạnh trong thôn sử dụng những kỹ năng vật cổ truyền để tranh phân thắng bại. Trong dịp này, lễ hội còn tổ chức thêm trò chơi bịt mắt bắt lợn. Trong hai ngày mùng 8 và mùng 9 tháng 2, tức ngày mùng 4 và mùng 5 Tết Kỷ Hợi, tại Sới Vật, làng Công Luận 1, thị trấn Văn Giang tổ chức khai mạc lễ hội vật truyền thống. Hội vật truyền thống đầu xuân, làng Công Luận không chỉ thu hút đông đảo các đồ vật ở địa phương tham gia mà còn ở các vùng lân cận như Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang. Ngay sau lễ khai mạc đã diễn ra các trận đấu với tinh thần thượng võ. Các đồ vật mang đến cho người xem nhiều cú đòn hay, hấp dẫn, kỹ thuật. Các pha đảo lộn tình thế ngoạn mục được các đồ vật thi nhau trổ tài đã thu hút đông đảo khán giả đến xem và cổ vũ. Đây là giải vật truyền thống được tổ chức thường niên nhằm tạo sân chơi lành mạnh, giúp cho các thanh niên trai tráng trong làng được giao lưu, học hỏi, rèn luyện sức khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời nhằm duy trì và bảo tồn võ vật truyền thống của quê hương. Thưa quý vị và các bạn, để đáp ứng đúng tiến độ các đơn hàng đã ký kết với đối tác Nhật Bản, sáng nay, Công ty Cổ phần Nhựa Hưng Yên đã ra quân sản xuất đầu năm với mong muốn một năm đạt nhiều thắng lợi trong sản xuất và kinh doanh. Như truyền thống phong tục của người Việt Nam, sau thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, buổi gặp mặt ra quân sản xuất đầu năm của toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty Cổ phần Nhựa Hưng Yên đã dành ít phút để mọi người cùng chúc mừng nhau những điều tốt đẹp nhất trong năm mới, cầu mong một năm đạt nhiều thắng lợi. Mọi người đều tỏ rõ quyết tâm, nỗ lực cố gắng hoàn thành vượt chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đã đề ra cho cả năm. Hôm nay là ngày ra quân đầu năm thì chúng tôi cũng sẽ cố gắng hết mình sản xuất những cái sản phẩm tốt nhất tới tay khách hàng và cũng mong muốn là công ty chúng tôi sẽ ký được thật nhiều đơn hàng. Mục tiêu lớn nhất của công ty trong năm 2019 là đi vào nâng cao chất lượng sản phẩm, tập trung vào các sản phẩm thân thiện với môi trường, có nguyên liệu sản xuất là các phụ gia từ tinh bột ngô cao cấp. Với phương châm, chất lượng sản phẩm luôn ở mức tốt nhất, sự hài lòng của khách hàng là thước đo thành công cho doanh nghiệp. Trong nhiều năm qua, Công ty Cổ phần Nhựa Hưng Yên đã không ngừng nỗ lực nâng cao năng suất lao động, nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng thương hiệu để trở thành doanh nghiệp có uy tín với các đối tác Nhật Bản. Với các sản phẩm là túi cao cấp xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản, năm 2018, công ty xuất khẩu trên 80.000 tấn sản phẩm, tạo việc làm cho gần 1.600 lao động. Bình quân mỗi năm, công ty nộp ngân sách nhà nước từ 30 đến hơn 40 tỷ đồng. Đến hết năm 2018, tỉnh ta đã có 117 xã hoàn thành về đích nông thôn mới. Cùng với tập trung dành kinh phí để đầu tư, kiên cố hóa hạ tầng và các công trình phúc lợi, thì ở nhiều địa phương vẫn giữ gìn các giá trị nét đẹp của hồn quê Việt. Xã Nghĩa Chủ, huyện Văn Giang về đích xây dựng nông thôn mới năm 2017. Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, xã đã đầu tư gần 150 tỷ đồng để xây dựng các công trình hạ tầng và phúc lợi. Nhiều công trình kiên cố, khang trang được đầu tư mới. Tuy vậy, ở đây vẫn còn lưu giữ được nhiều nét cổ kính của làng quê, đó là các cổng làng, giếng cổ, đình chùa. Trong đó là hai giếng cổ của thôn Tam Kỳ, tương truyền có tuổi đời trên 1.000 năm, hay như hai cổng làng ở thôn Tam Kỳ được xây dựng từ năm 1930, cổng làng Phúc Thọ xây dựng năm 1917. Các công trình này đã tô thêm vẻ đẹp cho làng quê cổ kính xen lẫn hiện đại. Nơi đây đã gắn bó tuổi thơ, ký ức và kỷ niệm của biết bao thế hệ người dân trong thôn, cũng như chứng kiến những đổi thay của quê hương. Cái cổng làng thì là gắn bó là rất là nhiều thế hệ. Mà đi xa về gần thì là coi cái nhìn thấy cái cánh đồng này là rất là nhớ cái tình cảm quê hương mình.
Từ cái ngày mà tức là còn nhỏ thì là đi học, chăn trâu cắt cỏ rồi là đi làm đồng, tức là mọi người dân là đều đi qua cái cổng làng này. Đấy, cái tuổi thơ là và nhiều thế hệ. Đấy, rất là bây giờ là vẫn còn nguyên vẹn. Từ những năm 60 của thế kỷ trước, 6 gia đình ở thôn Ngọc Tỉnh, xã Ngọc Long, huyện Yên Mỹ đã tự nguyện giao ước thi đua với nhau xây dựng gia đình ấm no hạnh phúc. Khởi nguồn từ đây, qua nửa thế kỷ, phong trào xây dựng gia đình văn hóa ngày càng có sức lan tỏa mạnh mẽ trong cả nước. Trong xây dựng nông thôn mới, xã Ngọc Long vẫn giữ gìn lại những cây đa giếng nước sân đình ở các thôn. Chúng tôi là vẫn tập trung vào các cái địa điểm mà nhà văn hóa các thôn, thì đến nay là các thôn là vẫn duy trì và mỗi thôn đều có một cái nhà văn hóa để là cái nơi mà hoạt động chung của toàn thôn. Thế còn ao hồ thì là cái nơi mà để cảnh quan, tạo cảnh quan môi trường cho nó xanh sạch đẹp. Không chỉ ở xã Ngọc Long, Nghĩa Trụ mà trên địa bàn tỉnh có nhiều địa phương vẫn giữ được những hồn quê như xã Dị Sử, huyện Mỹ Hào, xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ, xã Ngọc Thanh, huyện Kim Động, xã An Vĩ, huyện Khoái Châu. Đặc biệt là làng Nôm, xã Đại Đồng, huyện Văn Lâm vẫn còn nguyên sơ làm quê cổ kính. Nhiều người dân ở các địa phương cũng đã ý thức giữ gìn nét đẹp làm quê ngay trong gia đình. Ông Nguyễn Đình Khoa ở thôn Tạ Hạ, xã Chính Nghĩa, huyện Kim Động đã tỉ mẩn hàng chục năm để tạo ra hàng rào cây ô rô mà ít nơi nào có được. Năm 72 tôi bắt đầu đi vào tập giáng. Thế đạo để cho nó tạo thành cái cảnh đẹp tự nhiên. Mà nó nếu mà xây cái cổng cũng được thôi, nhưng mà tôi muốn tự nhiên. Nó có cây xanh, nó có oxy, nó chống bụi, nó chống ổn. Xây dựng nông thôn mới được tiến hành trên cơ sở đã có truyền thống văn hóa, bản sắc văn hóa làng. Gìn giữ nét đẹp văn hóa làng không chỉ giữ lại những gì mà ông cha ta đã dày công vun đắp, mà qua đó giáo dục cho thế hệ trẻ những nét văn hóa truyền thống của quê hương cũng như giữ lại linh hồn cho làng quê Việt. Thưa quý vị và các bạn, năm 2018, ngành nông nghiệp huyện Phù Cừ đã đạt mức tăng trưởng 4,5%, tổng giá trị thu được ước đạt trên 1.000 tỷ đồng. Đây là minh chứng khẳng định việc chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp trên địa bàn huyện đã phát huy hiệu quả cao. Trong đó, sản xuất có quy mô và theo tiêu chuẩn sạch, an toàn đang dần khẳng định được vị thế. Phản ánh của nhóm phóng viên Phương Thảo, Ngọc Tân. Ở xã Tống Trân, huyện Phù Cừ, anh Bùi Văn Phương được biết đến là một nông dân tiêu biểu, đi đầu trong việc thay đổi hình thức canh tác theo hướng sản xuất nông nghiệp sạch. Nông sản chất lượng cao đáp ứng nhu cầu của thị trường ngày càng đòi hỏi cao hơn. Chính thức bắt tay vào trồng giống dưa lưới trong nhà màng từ giữa năm 2016. Sau 2 năm tìm tòi thử nghiệm với không ít thất bại, năm 2018, anh Phương đã khẳng định được thành công trong việc trồng giống cây khó tính này. Hai vụ dưa trong năm đã cho thu hoạch 18 tấn quả với giá bán từ 40 đến 45 nghìn đồng kg. Trừ chi phí, anh Phương thu lãi 400 triệu đồng. Cho đến thời điểm này thì mình cũng tạo hài lòng về xác định cái hướng đi của mình. Mình cũng không phải riêng gì trồng dưa lưới đâu. Một số các loại cây khác nhưng mình thấy dưa lưới nó vẫn là cái mà giúp cho người nông dân như mình có cái thu nhập ổn định hơn và yên tâm gắn bó với cái nông nghiệp hơn. Nếu như trước kia, vấn đề lo lắng nhất với người nông dân cũng như các nhà quản lý là việc tiêu thụ sản phẩm, thì hiện nay nhiều mô hình ở huyện Phù Cừ bước đầu đã tìm được lời giải cho bài toán khó này. Đến nay, huyện đã có 10 hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới, trong đó có 7 hợp tác xã đã được chứng nhận sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Các hợp tác xã này luôn chủ động tìm kiếm thị trường cho nông sản. Sản phẩm làm ra cũng dễ dàng tiêu thụ hơn nhờ có nguồn gốc rõ ràng và được sản xuất đúng quy trình an toàn. Tiêu biểu phải kể đến hợp tác xã Thủy sản Hưng Phát ở xã Quang Hưng. Hiện hợp tác xã có 38 thành viên với 28 ha diện tích mặt nước. Năm 2018, hợp tác xã đã thu hoạch 150 tấn cá thương phẩm, 5 triệu con cá giống chép lai V1, tổng doanh thu đạt 20 tỷ đồng. 20 ha nuôi trồng thủy sản, mức thu nhập đấy chiếm trên 30% về tổng thu nhập về nông lâm thủy sản của xã. Cho nên là đối với hợp tác xã này, các xã viên và đặc biệt là đối với này, nhân dân ở Quang Hưng ấy là rất phấn khởi, đấy, tin tưởng vào cái thành lập hợp tác xã. Năm 2018, ngành nông nghiệp huyện Phù Cừ ước thu 1.000 tỷ đồng, trong đó thu từ nhãn và vải đạt trên 140 tỷ đồng, từ cây có múi đạt 50 tỷ đồng, thu từ thủy sản đạt 40 tỷ đồng. Kết quả này cho thấy sự linh hoạt, nhạy bén trong sản xuất của người nông dân nơi đây.
Trong những năm qua thì huyện Vũ Cừ đã chỉ đạo thực hiện đồng bộ rất nhiều những cái giải pháp để xây dựng và phát triển nông nghiệp của huyện theo cái hướng sản xuất hàng hóa, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao cái giá trị nông sản cho người nông dân. Thế và là đến nay thì chúng tôi đã có cái quy hoạch chi tiết cho cái sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2017-2020, định hướng đến 2025. Để khuyến khích cho nông dân đầu tư vào nông nghiệp, bên cạnh những rất nhiều những cái sự hỗ trợ về giống, vốn, thủy lợi, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, hỗ trợ thành lập mới hợp tác xã nông nghiệp, huyện cũng đã tranh thủ tiếp nhận các cái chương trình dự án đầu tư cho nông nghiệp. Đặc biệt hiện nay ấy, thì huyện đã và đang tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho việc tích tụ dụng đất, hình thành những vùng cánh đồng mẫu lớn, khuyến khích và ưu tiên những dự án sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Một mùa xuân mới lại về, với những định hướng, hướng đi đúng đắn trong phát triển nông nghiệp sạch, theo hướng hàng hóa, chúng ta tin tưởng rằng chính những mô hình sản xuất theo hướng Việt Gáp đã làm nên sức bật cho ngành nông nghiệp huyện Phù Cừ, giúp lan tỏa, tạo đà cho những năm tiếp theo. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Thời sự ngày mai thứ Bảy, ngày 9 tháng 2, tức ngày 5 Tết của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên, ngoài các tin tức thời sự diễn ra trong ngày, chương trình sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Phong trào nuôi lợn đất nối vòng tay yêu thương ở nhiều trường học trong tỉnh. Xuân về gặp gỡ những gia đình tứ đại đồng đường ở xã Bình Minh, huyện Quế Châu. Xuân về trên những xã nông thôn mới ở thành phố Hưng Yên. Kính mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi.